Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video. Và video này thì em xin tiếp tục giới thiệu với các bác một em đồng hồ Lucien Picard này. Lucien Picard là một trong những hãng đồng hồ rất là cổ xưa và lâu đời của Thụy Sĩ, được các tín đồ yêu thích đồng hồ săn lùng rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì cửa hàng mới về được một em Lucien Picard với phần thân vỏ được bọc vàng các bác nhé. Em này vỏ bọc vàng 10K này. Máy cơ tự động có hỗ trợ cơ lên dây 17 chân kính automatic. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì các bác chốt đơn cho em qua số Zalo 0936 này 050424 em ghi vào bên ngoài màn hình nhé. Và hãy đừng quên đã đăng ký kênh, kích vào biểu tượng của chuông ở góc bên phải màn hình để nhận thông báo mỗi khi cả có video mới ra. Và bác nào mà quan tâm đến các mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng thì các bác có thể lên YouTube đánh tìm kiếm đồng hồ cổ để tìm hiểu về các mẫu đồng hồ bên cả em đang có nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.